Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay vòng quay 12U cuối tháng các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ quay nói tất cả các ghế giả bùa và các sự kiện trong game các bạn ơi. Đây hai lần được cục đá ghế giả bùa. Đây một ghế còn điện sắt. Mấy lần này hơi bị đen các bạn ơi. Thôi mình giờ mình chuyển phải dễ bùa đi các bạn. Dễ bùa miễn phí. Dễ bùa bậc S đi các bạn ơi. Mình dễ là 5 lượt đi có lẽ. Nếu không tốn thời gian. Vẽ cái nốt cuối tháng đừng mình đổi skin lên trên shop đổi skin. Wow, đúng gì. Emote trong điện thoại. Món là cái gì vậy? Sử dụng. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhà phát hành Ga Rãng. Đi theo cái bộ này. Vô lặp lại nè. Còn chín cái rồi. Các bạn xem video mình nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhận như tuần thông báo video mới nhất cho mình nha. Cái này nghe có kiểu nghe nó lời to các bạn ơi. Sao quay cái ta tiệt sắc rồi. Phái chứ. Bùm. Trời ơi sao mà còn là 3 với 4 vậy. Cái nữa kìa. Bùm. Hai chục ba chục gì được á. Trời ơi 3 với 4 không các bạn ơi. Nó đen chứ kìa. Nó bị đen rồi, để cái sốt với đỏ với đồ kia rồi. Đường 109 rồi các bạn ơi, tổng cộng là đường 109 rồi. Coi lấy được skin gì rồi, Silica. Công chúa mong mưa là 859 nè các bạn ơi. Mình chuyển sang mình dễ bên kia tiếp đây. Đâu không tiêu gì vậy dễ. Rồi mình dễ bù quyền bí nữa. Dạ coi có vé giấy được không? Sao mà nó có 109. Thiếu 50 cái quy hiệu. Không có giấy hết luôn. Đây là được 2 giấy hết nè. Được 2 giấy. Rồi 2 giấy. Điểm 10 mấy giấy, 15 giấy. 15 giấy mới quay 5 lần. 3 lần. Nếu quay vòng quay thời không thì mình cũng thiên rồi chứ. Còn 198 mới nhây được 6 giấy rồi, dễ tiếp các bạn ơi. 199 kiếm sẽ được 50 giấy mới được. 3 giấy nữa là 112 rồi ha. Được rồi, nó có gì đâu. Tiếp tục kiếm tiếp tục. Cuối tháng rồi phải dễ hết. Cuối tháng này xả kho luôn skin hai ba skin đó mình có hết rồi. Giờ chú ý mình kiếm hết dễ có kiếm đó.
ra đại đi, còn có 160 mấy nữa kìa. Còn không có thì đổi skin kia. Đổi skin kia. Nghe của mình đâu. Con chú mình mơ khó ăn quá. Ê, được 2 giấy nữa nè. Ok, để kiếm 2 giấy nữa. Săn quá trời săn luôn. Săn gãi kìa, gãi tay luôn. Ra giấy cho các bạn ơi. Săn này căng quá các bạn ơi. Ra giấy đi, thứ mình cần là giấy mà. Thứ mình cần là giấy mà, còn 63 cái nữa. Trời ơi, kiểu này chắc không có lấy skin mộng mơ được rồi. Nữa đi. Trời ơi, ra màn tướng. Trời ơi. Ra nữa đây, ra giấy coi. Rồi 2 giấy nữa, gà rán đây. Gà rán. Rồi 2 giấy nữa. Giấy nữa là làm. Làm vòng quay nữa. Xăng này khó. Còn có ba mấy vé nữa. Quay được mấy lần nữa. Còn 8 vé nữa. Quay được lần nữa. Ôi ơi. 3 lần. Ngon. Ok. Giờ mình sẽ vô túi đồ cái còn cái món gì nữa không? Sử dụng trong phòng. Sử dụng. Cái skin này có hết rồi. Ê, có skin chưa có nè. Nhìn đi mưa nè. Đậu luôn. Rồi đi mưa gì nè. Nó phai. Tức hai hộp đó hả? Rồi. Được 5 giấy cuộn ếch, được 5 giấy cuộn ếch nè. Và mở. Đây có rồi. Trời. Rương trong phòng, hơi sợ, có hết rồi. Được nón một cái vẽ nữa. Được một cái được một cái dễ bùa bực hết. Đây nấu được 3 cái nữa. Trời ơi, thôi mình đổi lấy skin ấy đi. Skin kia không được rồi. 115 là skin. Coi trong hộp mình thấy bán rồi. Nhỏ nhất là một cái bố hơi. Hồi nãy mình được 115 chục hộp là được có chục cái, 125, 125, chục hộp, được các bạn. Thôi phải đổi skin kia đi, skin này đi, skin mộng mơ.
Ok, quyết định rồi. Quyết định luôn bạn ơi. 5 giấy giả ếch nè. Với một cái thẻ đậu đậu tên đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vô, lấy nó luôn cuối tháng rồi. Mua, ok. Một giấy. Một quý hiệu tình nhân các bạn. Lỡ một cái thẻ đã tên luôn đi cho rồi, ok. Thôi video mình đến đây là hết rồi các bạn. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông nhận những video mới nhất của mình nha. Bye các bạn.